Đây nha bạn, đây là công thức của mình làm bánh lọt tại nhà. Mình cho 100g bột gạo vào cái chảo và cho nước lá dứa trước đó mình đã xay vào. Cho một lượng vừa đủ thôi nha bạn, sau đó mình lấy cái giá, mình đánh đều cho tan bột ra hết ha. Tan bột xong hết rồi mình bắt lên cái lò, mình chụm lửa riu riu thôi và mình lấy cái giá mình đảo đều. Đánh đều như thế này ha. Khi mà bột của mình nó sệt dẻo lại. Bột của mình sệt dẻo lại như thế này là ok nha bạn ha. Dẻo lại xong rồi bắt đầu mình tắt bếp mình bắt xuống. Bắt xuống xong rồi thì mình sẽ cho 500g bột năng vào. Cứ cho liều lượng đủ ha, rồi mình thêm nước lọc. Thêm nước lọc vừa vừa thôi. Mình chọn từ từ rồi mình thêm từ từ chứ đừng thêm nhiều quá nó sẽ bị lỏng. Lỏng quá thì cái bánh lọc của mình không có dai. Bởi vì mình đánh nào mà nó khô quá thì mình thêm nước chứ đừng có mà để lỏng quá. Đánh cho đều tay cho bột của mình nó mịn nha chứ đừng có để ốc trâu đó dễ dễ sành sạch như thế này là ok. Bắt đầu là mình sẽ lấy cái chảo, mình cho nước lọc vào mình bắt sôi lên, sau đó mình lấy cái gỗ, mình lấy bột, mình bỏ vừa đủ thôi, một lượng vừa đủ. Bắt đầu mình lấy cái giá mình chà như thế này. Đánh đều chà đều là bánh lọt của mình tự động nó rớt ha. Chà xong hết bột rồi thì bắt đầu là mình lấy cái giá mình sơ đều lên như thế này đó, đừng cho bột nó dính lại đó. Sơ qua sơ lại bắt đầu bột nổi lên rồi, đã chín rồi đó, lấy gỗ vớt ra, mình lấy một cái thau nước mình vớt ra một cái thau cho nó nguội ha. Đó, bỏ qua như thế này, thế là ok, ngon.